Xin chào các bạn lớp Wendy. Thì hôm nay cô sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện nói về việc hãy học cách yêu thương bản thân của mình. Và mình cùng xem thử là tại sao mình phải học cách yêu thương bản thân của mình ha. Thì câu chuyện có tên là Chiếc vỏ bị ghép bỏ của tác giả Ramanathan Ranachandran và được vẽ tranh bởi Elif. Chiếc vỏ bị ghép bỏ. Sẵn sàng, quyết tâm, tiến lên. Đố các bạn đây là một cuộc thi gì nhỉ? Đúng rồi, đây là cuộc thi chạy đúng không nào? Thì trong cuộc thi chạy này thì gồm có hai bạn ốc sên, bạn dung, bạn sâu và bạn kiến nữa đúng không nào? Chú ốc sên Senthil chưa từng một lần chiến thắng trong các cuộc thi. Chiếc vỏ này nặng quá mà, chú ốc sên cằn nhằn. Chính tại chiếc vỏ này khiến mình luôn chậm trễ. Kiến đâu có phải mang vỏ, dung cũng vậy, cả gián, ong và bướm nữa. Chẳng thế mà mọi người đều ví von là chậm như sên. Senthil buồn rầu than thở. Mình muốn phi thật là nhanh. Ngay lúc đó, một bạn dung ngọ ngoại trong lỗ ló đầu lên liếc nhìn. Anh đang làm gì thế? Tôi chẳng cần cái vỏ này nữa. Cái vỏ chẳng khác nào chính là mái nhà của cậu, dung con than thở. Cậu thật là may mắn, cậu có thể đi quanh khắp nơi cùng với mái nhà của mình. Nhà của tôi chỉ là một cái lỗ nhỏ tối tăm và ẩm ướt. Đố các bạn là bạn Dung sống ở đâu ấy nhờ? Đúng rồi, bạn Dung sống ở dưới mặt đất đúng không nào? Senthil có nên từ bỏ chiếc vỏ hay không nhỉ? Ngày hôm sau, Senthil đến tham quan cuộc thi cùng với các bạn. Senthil khẽ lắc mình, rồi như có làn gió nhẹ lướt sau lưng, thổi đi chiếc vỏ cứng. Sau đó, ốc sên liền mỉm cười. Nhìn tới này, đây là lần đầu tiên tôi làm ốc sên lấn trần. Và tất nhiên trong cuộc thi lần này, Senthil đã chiến thắng ngày hôm sau và một ngày sau nữa. Và là nhờ không có chiếc vỏ cứng mà bạn Senthil đã chiến thắng liên tiếp trong những cuộc thi chạy đúng không nào? Mặc dù anh của Senthil cảm thấy có chút đố kỵ, đầy vẻ lo lắng, anh ngước nhìn lên bầu trời xanh nhưng vẫn quyết định mang chiếc vỏ cứng ở trên lưng. Đây là anh của bạn Senthil ha. Anh ấy vẫn quyết định là giữ lại chiếc vỏ cứng này. Senthil hết sức vui mừng, không hề mảy may chú ý tới những hiểm nguy đang rình rập. Trên cành cây, hai chú chim đang thèm khát mở to mắt nhằm thẳng vào nhóm bạn ở gần đó. Lúc đầu, chẳng bạn nào chú ý đến sự xuất hiện của chúng. Một lát sau, nhóm bạn mới nhìn thấy cái bóng của đôi chim. Các bạn có nhìn thấy là cái bóng của đôi chim này không nhỉ? Đúng rồi, ở phía bên này và cả phía bên này nữa không? Đúng không? In cả hình rõ hai chú chim lên mặt đất luôn. Cuốn chiếu cuộn tròn lại như quả bóng. Chú sâu trườn nhanh và trốn sau chiếc lá quăng, dùng đất thì chui tọt xuống một cái hàng tối. Một chú sên thu mình vào trong chiếc vỏ cứng. Chú sên khác cũng muốn trốn nhanh trong chiếc vỏ cứng nhưng lại chẳng có. Senthil đã cố gắng lao nhanh tới lùm cây nhưng đã quá muộn. Kêu tôi với! Bạn Senthil gào khóc. Ôi! Đau quá! Vậy là bạn chim màu xám này đã gắp được bạn Senthil đúng không nào? Nhưng chính vì giành ăn, chính vì bạn chim đỏ này giành ăn nên là hai bạn chim này tông vào nhau, va vào nhau và bạn Senthil đã rơi xuống dưới đất. Senthil bị rơi xuống bãi cỏ, lộn nhào vài vòng ở trên mặt đất. Chú bị đập mạnh nhưng vẫn còn sống. Bạn Senthil rất là may mắn đúng không ta? Chú chim cũng bị va đập mạnh nên khá là đau. Chúng lao xuống và cố gắng thêm một lần nữa. May mắn thay, Senthil vừa kịp lật một viên đá và chui tọt vào khe đá nhỏ xíu ấy. Bạn ấy đã chui vào cái khe của hai viên đá này nè.
là hai bạn chim này đứng ở bên ngoài và đợi bạn xem thiêu đúng không nào? À các bạn có nhìn thấy bạn xem thiêu đâu không? À, đúng rồi, đây chính là đôi mắt của bạn xem thiêu đúng không nào? Đôi chim kia đành phải bỏ cuộc và bực tức bay đi. Xem thiêu bên trong lén nhìn ra ngoài và vui mừng khôn xiết khi thấy các bạn của mình tới. Nhìn thấy các bạn mang chiếc vỏ tới cho mình, chú sen càng thêm vui mừng hơn. Từ đó về sau, sen thiêu luôn mang trên mình chiếc vỏ và chú sen không muốn làm chú sen lưng trần thêm một giây nào nữa. Chú sen thiêu vẫn đăng ký đầu tiên tham gia các cuộc thi. Các bạn ơi, các bạn có nhận thấy là cái cuộc thi này có cái điều gì đặc biệt đúng không nào? À đúng rồi, là để công bằng thì tất cả các bạn ấy đã nghĩ ra một cách, đó chính là dùng cái ván trượt này để thi đúng không nào? Để xem thử ai về đích trước. Và bạn sen thiêu vẫn tiếp tục là người giành chiến thắng đó các bạn. Vậy thì các bạn nghĩ thử xem là lý do tại sao bạn sen thiêu thua cái cuộc thi này nhỉ? À, đó chính là không phải chỉ đơn giản là bởi vì chiếc vỏ cứng ở trên lưng của bạn ấy, mà là bởi vì bạn ấy chưa cố gắng hết sức mình và chưa nghĩ ra được một cách nào công bằng nhất cho tất cả mọi người đúng không nào? Vậy thì các bạn có nhận thấy là khi mà bạn xem thiêu chối bỏ chiếc vỏ của mình thì đã có những sự nguy hiểm đến với bạn ấy đúng không? Đến với bạn ấy đúng không nào? Và nếu như mà không nhờ có mọi người giúp đỡ và không nhờ sự may mắn thì bạn ấy có khi là đã bị bạn chim ăn mất rồi ấy. Vậy thì ở đây có một cái bài học, đó chính là tất cả những chiếc vỏ có phải là một bộ phận của bạn ốc sên không nhờ? Đúng rồi, vậy thì cũng giống như con người của mình, tất cả những bộ phận ở trên cơ thể của mình dù có khác biệt với những người khác thì nó vẫn giúp ích cho bản thân mình, vẫn là một phần của mình. Vậy nên là các bạn ơi, các bạn đừng có chối bỏ bất kỳ bộ phận nào ở trên cơ thể của mình ha. Cô tin chắc là tất cả những gì sinh ra dành cho các bạn thì nó đều có một cái công dụng nhất định đối với bản thân của mình. Và mình hãy học cách yêu thương lấy nó, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ phát huy tác dụng và giúp đỡ và bảo vệ cho bản thân của mình đó. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.